9 món cùng lúc trong cái nồi hoạt động này. Thì trước hết thì ở dưới mình sẽ để món canh. Hôm nay canh của mình sẽ là canh chua nấu với chả cá thắt lát. Thì gồm có sấu này, dứa này, cà chua, giá đỗ và chả cá thắt lát, là mình cho hết tất cả vào đáy một. Cho nước vào nhỏ mình nhá, canh mà. Chè đỗ đen này, trứng hấp, những này mọi người hay ăn ở trong ăn cơm tấu Sài Gòn này, thì nó đây là món trứng hấp. Tiếp theo của mình là mình sẽ có món cá hấp xì dầu. Cá hấp xì dầu mình cho vào đây nha mọi người. Đây là độ cà chua, nhồi, thịt, hấp. Có một món rất đặc biệt đấy là món chuối. Chuối này mình sẽ hấp lên và sau đấy mình sẽ dầm nước mắm tỏi ớt. Món này thì ăn rất là tốn cơm các bạn ạ. Ngoài ra mình sẽ hấp củ quả. Thì bí đỏ mình sẽ hấp để tí nữa mình sẽ làm súp bí đỏ, súp bí đỏ cay vị. Còn ngoài ra một ít rau củ để cho nó bữa ăn thì mình không thể thiếu rau được. Mình sẽ hết tất cả vào nồi nha các bạn. Có trứng thì mình phết lên trứng hấp và sữa tươi. Hôm nay mình sẽ làm súp bí đỏ với sữa tươi. Hẹn gặp lại mọi người cái nồi này chắc mình sẽ làm 40 phút nữa để sẽ chính là một món ăn này, và khi mình quay lại mình sẽ xem các bạn xem là món này nó ngon thế nào. Xin chào, xin cảm ơn cả mọi người đã theo dõi. Không biết về nhà, tôi mình vừa qua xem một chút nước cũng không được. Thế nào, tôi yes. Là cá xì dầu. Cái chỗ này thì chuối này mình sẽ trộn với mắm tỏi ớt vào thôi. Cái món này rất tốn công. Ăn miếng chuối khác ăn cả một cơm. Đây là canh nhà. Đây là canh chả cá thắt lát, chua. Cái này thì mọi người có thể phải xay, nhưng mà để làm cái này là cái em bé mì nó đang nhuyễn rồi thì mọi người có thể tán lại được. Có cá này, có thịt trứng này, đây cũng là canh cá chua này, có chuối, có bí, cà chua có thịt, rau củ hấp và chuối là con chè. Chúc mọi người ngon miệng. Bye bye.